Bạn đang lắng nghe podcast Bay một ngày đàm được phát trên hệ thống máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Xin chào quý vị, những thính giả thân yêu của Bay một ngày đàm. Xuân Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyến bay ngày hôm nay. Một chuyến bay mà Quỳnh tin là các bạn sẽ được nghe rất nhiều những điều độc lạ về Vũng Tàu, đặc biệt là về ẩm thực của vùng đất này. Ví dụ như một quán bánh vừa treo biển bán hàng xong đã hết sạch hàng luôn, hay là một quán bánh mì gần đây đang hot rần rần trên mạng xã hội TikTok vì tên của quán bánh mì này là Bánh Mì Không Tên. Và còn rất nhiều những câu chuyện sẽ được bật mí bởi khách mời của chúng tôi, một người ham mê xê dịch và quyết định từ bỏ một công việc ổn định để sống trọn vẹn với niềm đam mê du lịch ở tuổi 23. Xin chào quý vị thính giả của Bay Một Ngày Đàn, xin chào chị Xuân Quỳnh. Em là Riri Phương Trinh, thì mọi người hay gọi em với cái tên thân thiết là Ri. Một cái tên rất là dễ thương ha, giống như là bạn vậy. Vậy không biết là động lực nào khiến cho một cô gái nhỏ nhắn như Ri đưa ra một quyết định không hề nhỏ chút nào, đó là từ bỏ một công việc ổn định. Và tôi cũng nghĩ là đây là ước mơ của nhiều người, có thể trở thành một người du lịch toàn thời gian giống như bạn hiện tại. Điều mà thôi thúc em đó là em quay trở về quê hương của mình sau cái đợt dịch đó. Nó cũng xuất phát từ cái đam mê của mình là muốn mang những hình ảnh đẹp của quê hương mình đến với tất cả mọi người. Khánh Sơn quê em là một huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa. Ngay cả những người Nha Trang trong tỉnh Khánh Hòa cũng có người không biết đến vùng đất này. Về quê hương mình đang cảm thấy là một nơi rất là hoang sơ, suối có, rừng núi rất là hùng vĩ và săn mây cũng có luôn. Em đã tự thắc mắc là không biết trên đất nước mình còn bao nhiêu điểm đến khác nữa, giống như Khánh Sơn quê em. Rất là đẹp nhưng mà chưa được nhiều người biết đến, nên là em quyết định là phải đi nhiều hơn nữa. Vậy Ri ơi, còn Vũng Tàu, điểm đến mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay thì sao? Em thì đi Vũng Tàu khoảng là 4-5 lần, đi chơi có nè, đi công tác cũng có. Nhắc đến Vũng Tàu thì em nhớ đến chuyến đi 2 ngày 1 đêm cùng với đám bạn đi phượt xe máy. Cái thời em học sinh viên ở Sài Gòn á. Đến Vũng Tàu thì mọi người sẽ hay nhắc đến là tắm biển ở bãi trước và bãi sau. Bãi trước thì là nằm ngay ở trung tâm của Vũng Tàu luôn. Ở đây tàu thuyền neo đậu khá là nhiều nên là mọi người sẽ hạn chế tắm biển hơn. Và thay vào đó thì nó sẽ diễn ra các hoạt động mà kiểu ăn vặt, vui chơi. Còn ở bãi sau thì nó sẽ trải dài trên con đường Thùy Vân. Nước biển cũng trong và bờ biển êm hơn nên là mọi người sẽ thường tắm biển ở đây. Em nghĩ là vẻ đẹp của biển thì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Nhưng mà Vũng Tàu vẫn có một sức hút riêng của Vũng Tàu và quanh năm đều rất là đông khách. Và lý do tại sao? Tại vì Vũng Tàu rất là gần với Sài Gòn, có thể đi về trong ngày rất là tiện luôn. Chị Xuân Quỳnh biết không, có nhiều người ở Sài Gòn á, đi Vũng Tàu như là đi chợ, đi như là ăn cơm vữa vậy đó. Chỉ cần đi xuống để uống ly cà phê hay là ăn một món bánh gì đó đặc trưng ở Vũng Tàu rồi chiều về thì cũng là một điều rất là dễ hiểu luôn. Đến đây thì mọi người ngoài tắm biển ở bãi trước và bãi sau thì còn có một con đường hẻm ở đường Trần Phú nè. Quỳnh nghe nói là đây là con hẻm Nàng Lai đúng không? Là cái chụp ảnh ở đây up lên mạng là đảm bảo sẽ có nhiều tương tác. Với một cái gam màu rất là đặc trưng, màu vàng nhạt của những bức tường sâu hun hút chạy thẳng ra biển xanh, cát thì trắng lấp lánh, rất là tình đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em nhớ cái hồi mà em đi cùng với đám bạn của em á, thì đi tìm con hẻm này. Đi lạc chắc cũng phải 4-5 lần mới tìm được con hẻm. Tại vì nó rất là nhỏ và cái Google Maps thì cũng không biết chỉ làm sao mà tụi em đi 4-5 lần đi qua đi lại, đi hoài mà không thấy chị. Nhưng mà cuối cùng là dừng lại thấy được cái hẻm. Cái hẻm nhỏ nhỏ xinh xinh và có một cái tán cây từ trên xuống. Nên là mọi người chụp ảnh vào hay là quay video rất là thơ. Thế còn về ẩm thực Vũng Tàu thì sao? Bạn định giới thiệu món ăn gì cho các thính giả của Bay Một Ngày Đàn đây? Dạ, nhắc đến Vũng Tàu là phải nhắc đến hải sản đây là ngon, bổ, rẻ ạ. Rất là rẻ luôn. Ăn một bữa ăn đầy đủ các cái hải sản tươi sống ở đây. Tính ra đầu người thì chỉ khoảng là 150 đến 250 một người thôi. Nhưng mà ăn hải sản rất là tươi ngon. Chị Xuân Quỳnh biết không, ở Vũng Tàu thì có những món ăn mà khách du lịch ở đâu đến cũng ngạc nhiên và thích thú. Không biết là chị đã nghe đến một cái quán mà chị chuyên bán một món trứng luộc suốt 10 năm. Mà từ trước là một cái quán rất là nhỏ sụp sệ, nhưng mà bây giờ đã trở thành một cái quán khá là khang trang. Có nhiều người đến Vũng Tàu thì chưa đi ăn hải sản đâu chị, mà sẽ ghé cái quán để ăn trứng luộc trước luôn. Quán nằm ở ngay trên đường đi lên ngọn hải đăng luôn.
Bình thường em đi lên Ngọn Hải Đăng thì em sẽ ghé ở quán của cô để thưởng thức món trứng luộc này trước, xong rồi lấy sức để lên Ngọn Hải Đăng. Món trứng của cô là món trứng luộc lòng đào, luộc sao không biết nhưng mà nó đều tăm tắp như nhau. Bên trong thì dẻo nè, ăn có mùi thơm, bùi, béo, mà đặc biệt là càng ăn là càng nghiền nha chị nha, không bị ngán đâu. Cho muối tiêu vào trong trứng ăn thì trời, siêu đã, siêu ngon luôn chị ơi. 10 năm mà chỉ bán một món trứng lòng đào mà luộc quả nào cũng ngon, cũng dẻo như nhau thì quả thực là đáng ngưỡng mộ và đáng để học hỏi bí kíp. Bởi vì nhiều khi tôi ở nhà tôi cũng luộc trứng canh giờ bấm giờ, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đạt được cái độ chín dẻo như là mình kỳ vọng á. Dạ. Các bạn ghé vào quán ăn của cô Tiên rồi thì đi tham quan Ngọn Hải Đăng. Ngọn Hải Đăng ở Vũng Tàu là ngọn hải đăng cổ nhất trong số 79 ngọn hải đăng trải dài khắp nước Việt Nam mình đó nha. Đứng trên Ngọn Hải Đăng thì chị sẽ nhìn xuống toàn thành phố Vũng Tàu luôn. Và cái góc chụp ở trên Ngọn Hải Đăng này cũng rất là đẹp, nhưng mà leo lên cũng hơi cực nha chị nha. Ngoài món trứng này ra thì còn có món mì thảy, nghiệp ký, bánh tiêu kiêu ngạo và có món bánh mì không tên rồi chị. Đây là những món ăn mà ai mà nghe và có tên thì cũng rất là tò mò và rất là muốn thử một lần. Mì thảy, nghiệp ký, Quỳnh thấy rất là nhiều người review, nghe tên có vẻ đây là một món ăn của người Hoa, đúng không? Dạ, mì thảy nghiệp ký thì được làm thủ công theo cách làm của người Hoa. Cái điểm thú vị của cái mì thảy nghiệp ký em nghĩ là không chỉ cái món ăn này ngon, mà cái điểm thu hút của du khách là màn biểu diễn nghệ thuật của chú khi mà chú trụng mì và thảy mì. Em còn nhớ là chú sẽ trụng những sợi mì rất là vàng tươi vào trong một cái nồi nước sôi, sau đó thì chú thảy lên rất là nhiều lần và rất là cao luôn nha, như là một màn trình diễn nghệ thuật vậy đó chị. Sau đó thì chú sẽ ngâm vào trong một nồi nước lạnh ở bên cạnh, rồi lại trụng ngược vào lại nồi nước sôi và chú thảy nhiều lần lên cho cao nữa. Thì chú nói là thảy cao như vậy để cho sợi mì nó ráo nước và ngon hơn. Trụng và thảy xong thì chú sẽ cho mì vào tô và cho nước dùng và cho topping vào trong. Topping của quán là có sườn non nè, thịt luộc cắt mỏng và thịt bằm. Còn nước dùng thì được hầm từ xương và sườn non nên là nước dùng ngọt đậm đà nhưng mà trong vắt, không có bị ván vỡ ở phía trên. À còn một cái đặc biệt mà em quên nhắc tới là cái sợi mì của quán cũng là một điểm nhấn, bởi vì sợi mì được làm từ trứng nên nó có màu vàng tươi, vừa thơm và vừa dai. Đó là cái điều mà tại sao mà cái quán mì của chú luôn luôn đông khách. Nghe Tri kể thôi Quỳnh đã tưởng tượng ra được độ hấp dẫn. Chắc hẳn là muốn ăn thì mọi người phải xếp hàng và chờ đợi cũng rất là đông đúng không? Dạ, đến với mì thảy nghiệp ký thì cũng rất là đông, nhưng mà em nghĩ là vẫn có chỗ ngồi để ăn. Còn lại là cái món mà em sắp giới thiệu tới đây này thì mới là phải xếp hàng rất là lâu. Gần đây chị trên nền tảng TikTok thì cũng có chia sẻ một cái đoạn video của một bạn nam du khách người nước ngoài. Bạn có chia sẻ với dòng chú thích là: các bạn đến với Vũng Tàu đã ăn bánh mì này chưa? Tôi phải đợi đến 30 phút mới mua được bánh mì. Và với cái biểu cảm rất là tội. Và cái quán mà em muốn nhắc tới là quán bánh mì không tên. Bởi vì quán không có một cái biển hiệu và cũng không có một cái tên tuổi gì luôn, nên là mọi người đặt cho quán cái tên là quán bánh mì không tên. Ở đây thì chỉ có một chiếc xe đẩy bán nằm trên đường Đồ Chiểu giao với Lý Thường Kiệt thôi. Bán đã hơn 40 năm nay rồi. Một ổ bánh mì thì có giá là từ 20.000 đồng và chỉ bán vào buổi tối thôi, nên là muốn ăn là phải xếp hàng ít nhất là 15 phút đến 30 phút đợi mới đến lượt. Mà 9 giờ tối thì tiệm sẽ hết sạch bánh mì luôn. À, không biết là ngoài tên gọi đặc biệt ra thì hương vị bánh mì ở đây có gì nổi bật hay gì? Dạ, bánh mì không tên này thì cái nhân của nó cũng không có gì đặc biệt so với những bánh mì bình thường của mình. Ở trong là sẽ có thịt xá xíu nè, các loại rau như là hành ngò và có nước sốt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở đây là nó lại được tẩm ướp gia vị vừa miệng. Thế thì quán bánh mì này chính là minh chứng cho câu nói đôi khi không cần phải quá đặc biệt, mọi thứ chỉ cần vừa đủ thôi là trọn vẹn rồi, đúng không? Vậy còn bánh tiêu? Bánh tiêu thì Quỳnh được ăn rồi, nhưng mà bánh tiêu kiêu ngạo thì Quỳnh chưa có được ăn bao giờ. Quán bánh tiêu ở Vũng Tàu này thì gần đây được cộng đồng mạng bình chọn là hàng bánh tiêu chảnh nhất ở Việt Nam. Quán này thì cũng nằm trong một cái hẻm nhỏ ở đường Đồ Chiểu luôn. Quán mở bán từ 2 giờ chiều, nhưng mà khi vừa dọn ra là cũng bắt đầu treo cái bảng là hết hàng đó chị. Mở bán một cái là hết hàng luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà chắc ăn thì phải đặt trước đó chị. Còn không thì nó gọi là tùy duyên á. Bánh tiêu thì em nghĩ là nó rất là rẻ, chỉ có 1.000, 2.000 một cái từ cái hồi tuổi thơ của mình đó. Thì bánh sẽ làm từ bột, ở ngoài sẽ chiên lên nó hơi giòn vỏ, và bên trong là sẽ mềm và dai, rất là thơm, và có một lớp mè bên trên phía ngoài nữa.
đó là bánh tiêu của tuổi thơ mình. Còn bánh tiêu ở Vũng Tàu thì lại khác một chút, là bánh tiêu của cô là có nhân đậu xanh ở bên trong, khá là mềm và thơm mịn. Còn cái bột bánh thì không biết cô làm bằng bột gì mà nó thơm và ngon lắm. Cái sức hút của nó không chỉ là từ cái nhân nó khác biệt mà còn bởi cái vỏ của cô làm nữa. Nên là mọi người họ đến Vũng Tàu họ xếp hàng rất là dài và đợi rất là lâu. Có khi mà đến xếp hàng là không còn bánh để mà thưởng thức. Tôi nghĩ là một quán ăn đường phố không có sở hữu không gian sang trọng hay là các dịch vụ tiện nghi mà nó vẫn đông đến như vậy thì có lẽ là chỉ có một lý do thôi, đó là đến từ sức hấp dẫn của chính hương vị mà nó tạo ra. Cảm ơn Riri Phương Trinh đã mang đến cho chúng tôi những góc nhìn rất là thú vị về ẩm thực của Vũng Tàu. Chúc bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi, khám phá thêm nhiều những điều thú vị khác nữa, trải dài khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta nhé. Cảm ơn chị Xuân Quỳnh và cảm ơn chương trình Bay Một Ngày Đàn đã cho Ri cơ hội được chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình đến với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bay Một Ngày Đàn. Kính chúc quý khách một chuyến bay an toàn và trọn vẹn. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo. Bạn có biết, trên mỗi chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác, ứng với từng hạng ghế sẽ có quy chuẩn về kích thước, cân nặng dành cho hành lý mang theo. Để đảm bảo hành lý đúng quy định cũng như giúp chuyến đi thêm thuận lợi, bạn hãy sử dụng tiện ích tra cứu thông tin hành lý tại www.vietnamairlines.com, chọn mục Travel Information Baggage. Bạn có thể nghe lại các số podcast Bay Một Ngày Đàn trên website Heritage Vietnam Airlines và những thông tin văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trên web Heritage, tạp chí Heritage và Heritage Fashion.